Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi bản tin cập nhật nhanh các tin tức kinh tế đời sống trong nước trên kênh truyền hình thiết yếu Tinh Đồng Nai. Thưa quý vị, nhân dịp tham dự các hoạt động tuần lễ cấp cao Đại hội Đồng Liên Hợp Quốc khoa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ và chiều qua tại New York, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự buổi tòa đàm doanh nghiệp do Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ ASEAN USABC Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự hiểu biết chung (BCIU) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức. Về đầu tư, Hoa Kỳ tiếp tục là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam với hầu hết các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đều đã hiện diện và đầu tư kinh doanh có hiệu quả tại Việt Nam. Trong khi ngày càng có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia đầu tư tại thị trường Hoa Kỳ kim ngạch thương mại song phương năm 2023 đạt hơn 110 tỷ đô la mỹ là năm thứ ba liên tiếp vượt mức 100 tỷ đô la mỹ và đó củng cố vị thế của Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại tòa đàm tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm mong muốn doanh nghiệp Hoa Kỳ tiếp tục nỗ lực vươn lên để trở thành nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam các nhà đầu tư Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ để chính phủ Hoa Kỳ sớm công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường và đó tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai bên hợp tác đầu tư kinh doanh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xem khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài là một bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng sau chủ nghĩa, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ bản của nền kinh tế, tác động tích cực đến cải cách, đổi mới thể chế kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Tiếp tục phiên họp thứ 37, chiều qua, Ủy ban Thủ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2024 và kế hoạch kiểm toán năm 2025 của kiểm toán nhà nước. Trên bài báo cáo tại phiên họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn nêu rõ kế hoạch kiểm toán năm 2024 của Kiểm toán Nhà nước bao gồm 121 nhiệm vụ kiểm toán được tổ chức thành 166 đoàn kiểm toán, Đến ngày 30 tháng 8 năm 2024, Kiểm toán nhà nước đã tổ chức xét duyệt 109 kế hoạch kiểm toán, triển khai 100 đoàn kiểm toán, trong đó 65 đoàn kiểm toán đã kết thúc, hoàn thành và tổ chức xét duyệt 85 dự thảo báo cáo kiểm toán và đã phát hành chính thức 81 báo cáo kiểm toán. Kết luận phiên họp Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nêu rõ Ủy ban Thủ Quốc hội yêu cầu kiểm toán nhà nước tiếp tục duy trì, phát huy tốt kết quả đã đạt được, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch công tác năm 2024, tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác kiểm toán, nâng cao chất lượng báo cáo kiểm toán và các kiến nghị, góp phần siết chặt kỷ luật kỷ cương tài chính, ngân sách, tiền tệ, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đối với kế hoạch kiểm toán năm 2025, dự kiến tổng số nhiệm vụ kiểm toán năm 2025 là 120 nhiệm vụ, giảm một nhiệm vụ so với năm 2024, đồng thời phải bảo đảm kiểm toán quyết toán ngân sách bộ, cơ quan trung ương, địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 90% số bộ, cơ quan trung ương, địa phương, kiểm toán chuyên đề, hoạt động, môi trường, công nghệ thông tin, phân đấu mục tiêu tỷ lệ 30% tổng số cuộc kiểm toán năm 2025. Hôm qua, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành tỉnh Bình Định, phối hợp với chương trình phát triển lập quốc tại Việt Nam, tổ chức ngày đổi mới sáng tạo kết nối câu lạc bộ thu gom phế liệu. Đây là hoạt động của dự án nhân rộng các mô hình quản lý chất thải tổng hợp thông qua trao quyền cho các lao động thuộc khu vực phi chính thức và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn do chính phủ Na Uy tài trợ thông qua chương trình phát triển lập quốc. Ngày đổi mới sáng tạo kết nối câu lạc bộ thu gom phế liệu diễn ra hai cuộc thi: giải pháp thu hồi nhựa và tái chế thú vị chương trình kêu gọi các cá nhân tổ chức đề xuất những giải pháp khả thi để nâng cao hiệu quả thu hồi nhựa mở rộng mạng lưới thu gom nhựa và các sáng kiến để giảm thiểu nhựa giá trị thấp qua đó lan tỏa và nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng nhựa một lần trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động như đổi rác lấy quà tham quan mô hình cơ sở thu hồi vật liệu và các sáng kiến giảm thiểu nhựa giao lưu với các thành viên câu lạc bộ thu gom phế liệu quy nhơn 8 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu tôm của nước ta đạt hơn 2,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ. Trong đó, tháng 8 ghi nhận đơn hàng giá trị cao nhất kể từ đầu năm đạt 404 triệu đô la Mỹ, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Xuất khẩu tôm ghi nhận tăng trưởng hai con số ở hầu hết các thị trường tiêu thụ chính như Mỹ, Trung Quốc, EU. Nguyên nhân của sự tăng trưởng là do tồn kho giảm bớt, nhu cầu nhập hàng phục vụ các dịp lễ cuối năm khiến cho các thị trường tăng cường nhập khẩu. Bên cạnh đó, giá tôm nguyên liệu từ các nước sản xuất trên thế giới cũng như Việt Nam có xu hướng tăng, tác động tích cực lên giá tôm xuất khẩu. Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng vừa có đề nghị các địa phương đơn vị liên quan có phương án ổn định nguồn cung ứng hàng hóa, nhất là các mặt hàng nông sản, nhằm bình ổn thị trường sau bão. Cụ thể, Sở đề nghị các địa phương vận động các đơn vị cung ứng rau củ quả, tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ giúp đỡ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, Đồng thời tăng lượng cung ứng các sản phẩm nông sản, rau củ quả cho các tỉnh phía Bắc với chất lượng, giá cả ổn định nhất, có phương án để chủ động nguồn hàng cung ứng cho các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, lũ. Bên cạnh đó cần nắm bắt nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh để chuẩn bị nguồn hàng, cung ứng hàng hóa đầy đủ để không xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, tăng giá đột biến. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin cập nhật lúc 14 giờ của kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.